Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Quốc phòng toàn dân, chương trình đặc biệt chào xuân Canh Tý 2020. Nhân dịp đầu xuân, theo mặt những người thực hiện chương trình, xin kính chúc quý thủ trưởng, các đồng chí và quý vị năm mới nhiều niềm vui và thắng lợi mới. Thưa quý vị, với các đơn vị lực lượng vũ trang, thì ngày lễ Tết gắn liền về thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng với quyết tâm giữ vững an ninh trật tự để nhân dân vui xuân đón Tết an toàn. Trong chương trình Quốc phòng toàn dân đặc biệt mừng xuân Canh Tý hôm nay, Dự Vinh xin mời quý vị cùng với phát thanh viên Ngọc Diệu đến thăm doanh trại một số đơn vị cùng với cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ trực Tết để cùng cảm nhận không khí Tết, sắc xuân riêng có của những cán bộ chiến sĩ khối lực lượng vũ trang. Cảm ơn Dực Vinh và Ngọc Diệu, cũng xin được kính chào quý vị khán giả cùng các đồng chí đang theo dõi chương trình Quốc phòng toàn dân số đặc biệt mừng xuân Canh Tý 2020. Kính thưa quý vị, nhìn khung cảnh xung quanh Ngọc Diệu đây thì chắc hẳn quý vị có thể nghĩ ngay là Ngọc Diệu đang ở một công viên hoặc là một cửa hàng bán hoa hồng nào đó, phải không ạ? Thế nhưng xin được thú thật cùng quý vị là Ngọc Diệu đang ở trung đoàn Minh Đạm thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và vì sao ngay tại một đơn vị quân đội mà lại có rất là nhiều hoa hồng như thế này thì ngay sau đây đại úy Nguyễn Văn Lục, chính trị viên đại đội 1 trung đoàn Minh Đạm sẽ giải đáp những cái thắc mắc vừa rồi của Ngọc Diệu cũng như là của quý vị khán giả. Xin chào đại úy Nguyễn Văn Lục. Vâng, xin chào chị Ngọc Diệu. Dạ, Tết đến rồi thì không biết là trung đoàn đã có công tác chuẩn bị Tết cho cán bộ chiến sĩ ngay tại đơn vị như thế nào chưa ạ? Chào cái xuân năm mới, xuân Canh Tý, đơn vị tập trung làm xây dựng cả cái cảnh quan môi trường đơn vị cũng như củng cố doanh trại để chuẩn bị đón Tết cho cán bộ chiến sĩ có một cái Tết thật là khang trang và đầm ấm. Đơn vị bước sang năm mới thì có nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2020 cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Do đó là mọi cái đơn vị tập trung để làm chuyển biến về cái cảnh quan môi trường, rồi là doanh trại xanh sạch đẹp để đón chiến sĩ mới về, để cho chiến sĩ được thực sự an tâm và xem đơn vị như một cái gia đình đầm ấm. Ngọc Diệu khi mà bước vào đơn vị là thấy đúng là một cái đơn vị xanh sạch đẹp, và khắp nơi xung quanh Ngọc Diệu đây có rất là nhiều những hoa hồng. Không biết rằng là đơn vị của chúng ta trồng hoa hồng là để trang trí cho đơn vị, trang trí cảnh quan, hay là chúng ta còn có một mục đích gì khác nữa? Trong cái hoa hồng như vậy, ngoài cái mục đích đó là đơn vị phục vụ cho cán bộ chiến sĩ ở trong đơn vị cũng có điều kiện để thưởng thức sau những cái giờ nghỉ ngay nghỉ. Hai nữa là cũng nắm bắt được thị trường. Ở bên ngoài thì đơn vị cũng đã cung cấp được các cái sản phẩm hoa hồng hữu cơ ra cho thị trường ở bên ngoài, bảo đảm để cho mọi người có cái nhu cầu để thưởng thức. Thì đến nay thì đơn vị đã có khoảng hơn 100 là loài hoa hồng, và như Ngọc Diệu đã thấy thì hoa hồng đó là một cái loài mà cũng rất khó thích nghi, đặc biệt loài hoa hồng ngoại này, nó với cái đặc điểm của nó cũng rất khó trong cái vấn đề chăm sóc, cho nên là khi nhập về thì đơn vị đã lái tạo để rồi phù hợp với cái khí hậu thời tiết của khu vực ở trong này, cũng như là nghiên cứu về các cái cách để chăm bón. Thì đến nay thì đơn vị đã chủ động trong cái vấn đề chăm bón như là sử dụng phân bón là hữu cơ, không có sử dụng cả cái loại chất hóa học khác. Nhìn những cái cây hoa hồng hữu cơ ra hoa rất là đẹp như thế này thì Ngọc Diệu cảm thấy rất là cảm phục mà các cán bộ chiến sĩ ngay tại trung đoàn Minh Đạm, mà phải nói là như thế này thì không ai nghĩ là các cái sản phẩm từ các cán bộ chiến sĩ đâu ạ. Tôi tin chắc rằng không chỉ chị Ngọc Diệu chỉ ngạc nhiên với cái sản phẩm hoa hồng này của đơn vị trong cái thời điểm này, mà Ngọc Diệu cũng các đồng chí có thể còn ngạc nhiên hơn khi mà đến cả cái khu vườn tăng gia của trung đoàn. Bây giờ thì có thể tôi sẽ dẫn bạn Ngọc Diệu cùng các đồng chí đi ra tham quan cái khu tăng gia của đơn vị. Đây là cái vườn dưa lưới mà được trồng với công nghệ cao của trung đoàn. Ở đây là chúng tôi đang trồng với số lượng của cái vườn này là 2.500 cây. Và thu hoạch thì khoảng 2.500 quả, và mỗi quả thì ước tính là khoảng từ 1,5 kg trở lên. Và để cung cấp cho thị trường cũng như là cho cán bộ chiến sĩ trong cái dịp Tết Nguyên đán này. Đúng rồi chị. Cái kỹ thuật chăm sóc dưa lưới nó cũng đòi hỏi rất cao. Do đó là để chuẩn bị
kịp cho cung cấp cho cán bộ chiến sĩ cũng như là nhân dân ở trên địa bàn trong dịp Tết này thì cách đây là hơn 2 tháng. Yeah. Vâng, thì đơn vị cũng đã tổ chức cho anh em làm và xuống giống. Do cái cây này nó cũng đòi hỏi cái quy trình chăm sóc nó hơi khó khăn, do đó là quá trình làm thì cán bộ chiến sĩ cũng vừa làm nhưng mà cũng vừa đi học tập kinh nghiệm rồi cũng nghiên cứu tìm tòi ở chỗ này chỗ kia để cho được cái sản phẩm như đến ngày hôm nay, cũng để cung cấp cho cán bộ chiến sĩ cũng như là nhân dân trên địa bàn. Đơn vị cũng đã chủ động xuống giống cũng như là chăm sóc một cái vườn khác về các cái loại rau chất lượng cao như là khổ hoa, rồi cà, rồi rau cải, rồi các cái loại quả khác như là đậu ve, vân vân, để phong phú cái bữa ăn cho cán bộ chiến sĩ trong cái dịp Tết Nguyên đán 2020 này. Dạ, xin được cảm ơn những chia sẻ hết sức là thú vị vừa rồi của đồng chí Nguyễn Văn Lục. Vâng, cảm ơn chị. Kính thưa các đồng chí và quý vị, song song với nhiệm vụ tăng gia sản xuất thì trong năm 2019, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã triển khai xây dựng phong trào văn hóa đơn vị xanh sạch đẹp. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại phim trường gặp lại phát thanh viên Nhật Vinh để theo dõi những thông tin về hoạt động này. Thưa quý vị, những hình ảnh vừa rồi chắc hẳn là quý vị cũng đã phần nào cảm nhận về không gian đầy sắc xuân ở các đơn vị quân đội. Và như Ngọc Diệu đã đề cập, từ năm 2019, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã triển khai thực hiện phong trào xây dựng đơn vị văn hóa, chính quy xanh sạch đẹp. Để hiện thực hóa nhiệm vụ này, tại các doanh trại, cán bộ chiến sĩ các đơn vị đã tổ chức trồng rất nhiều hoa và cây cảnh, tạo cảnh quan cho doanh trại, nhất là dịp tới đến xuân về. Ngay bây giờ mời quý vị đến thăm đại đội pháo binh 38, phòng tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để cảm nhận thêm sắc xuân ở nơi đây. Đại đội pháo binh 38, những ngày cuối năm, không gian doanh trại ngập tràn sắc hoa. Dưới cái nắng của miền biển phương Nam, hoa vạn thọ vàng rực, hoa màu gà đỏ thắm đua nhau khoe sắc. Những loại hoa này dễ trồng, dễ chăm sóc và hoa màu gà và vạn thọ khá quen thuộc với vùng quê Nam Bộ, giúp các chiến sĩ đang nhận nhiệm vụ tại đơn vị có cảm giác gần gũi, thân thuộc như đón Tết ở gia đình. Thì cũng xuất phát từ cái đặc điểm của các loại hoa, thì đối với lại đơn vị thì cũng xác định chọn một số cái giống hoa đơn giản dễ chăm sóc thôi, và cũng để cho bộ đội dễ công trong quá trình thực hiện cái nhiệm vụ chăm sóc hoa tại đơn vị. Để hoa ra đúng vào cái dịp Tết này thì đối với lại mỗi loại hoa nó có cái thời gian cái khác nhau. Ví dụ như đối với lại hoa vạn thọ thì cái thời gian từ lúc trồng nó đến khi nở là 75 ngày. Đối với lại hoa màu gà này, thời gian trồng đến khi nở là 2 tháng, cho đến khi tàn luôn là khoảng 5 tháng. Còn đối với lại hoa cúc này thì về cái thời gian từ lúc trồng cho đến khi nở là 40 đến 50 ngày. Đối với lại các loại hoa này thì cách chăm sóc này cũng rất là đơn giản. Chủ yếu là đất kết hợp với lại phân chuồng và tưới mỗi ngày 2 lần là được. Tết cũng là thời gian cao điểm trực. Vì thế, sau những giây phút thư thái bên những luống hoa mang hình ảnh mùa xuân của quê nhà, của hơi ấm gia đình, các anh lính trẻ ở C-38 còn cảm nhận sắc xuân từ khoảng trời trong veo trên đỉnh núi Minh Đạm trong mỗi giờ huấn luyện trực sẵn sàng chiến đấu. Những sắc màu mùa xuân cùng ý chí quyết tâm của người lính pháo binh vai sắt chân đồng đã trở thành động lực để mỗi người lính trẻ tự động viên mình cùng đồng đội nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị, vui xuân không quên nhiệm vụ. Đó là điều mà bất cứ ai đã khoác lên mình màu áo xanh rêu đều thuộc lòng và trở thành mệnh lệnh từ trái tim đối với mỗi cán bộ chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam mỗi độ tới đến xuân về. Và dù vẫn biết đây cũng là thời điểm các anh bước vào đợt trực cao điểm, nhưng Nhật Vinh nghĩ rằng với những hình ảnh vừa theo dõi thì chắc hẳn quý vị cũng đã cảm nhận được không khí mùa xuân trong các doanh trại và trong trái tim của cán bộ chiến sĩ ở các đơn vị lực lượng vũ trang. Mời quý vị tiếp tục cùng với phát thanh viên Ngọc Diệu đến thăm đại đội pháo phòng 037, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Vũng Tàu ngay sau đây, để cảm nhận thêm một không gian mùa xuân tươi trẻ. Minh Đạm nè, rồi C-38 nè. Đến giờ phút này là đến với lại C-37 thì không biết là chúng ta có những cái hoạt động gì để chuẩn bị cho dịp Tết. Hiện tại đơn vị đang chuẩn bị các hoạt động để đón Tết Canh Tý 2020.
Đại đội pháo phòng không 37 chiều cuối năm, không khí đón Tết rộn ràng nhộn nhịp. Trong phòng sinh hoạt chung của đơn vị, cán bộ chiến sĩ đại đội đang trang trí bàn thờ Bác Hồ và khu vực phòng đón khách. Dù đóng chân trên núi lớn, nhưng đơn vị rất chu đáo trong việc chuẩn bị Tết cho cán bộ chiến sĩ. Những đóa mai vàng, cả mâm ngũ quả với những loại trái cây có sẵn trong khu vườn tăng gia của đơn vị. Năm nay, anh em trong đơn vị còn tự ươm trồng hoa cúc vàng thọ và hướng dương. Xuân về cũng là thời điểm hoa bung nở, khiến không gian doanh trại thêm rực rỡ sắc vàng. Đặc biệt theo thông lệ, hàng năm, đoàn viên thanh niên địa bàn nơi đơn vị đóng quân, các trường học trong thành phố tổ chức các đoàn đến thăm tặng quà, chúc Tết và tổ chức giao lưu văn nghệ với cán bộ chiến sĩ đơn vị. Những món quà nhỏ do chính các em thiếu nhi, đoàn viên thanh niên của thành phố tự làm được trao tặng đến các anh bộ đội như góp phần lan tỏa niềm vui, sự ấm áp và tăng thêm sắc màu tươi mới cho đơn vị trong mùa xuân này. Chị chào em. Dạ em chào chị. Em có thể giới thiệu đôi chút về bản thân mình được không? Dạ em tên là Lê Thành Duy, em ở huyện Châu Đức. Cái công việc gói bánh chưng này không biết là em đã biết gói, ở nhà em có hay gói hay không? Cơ bản thì nhà em cũng đã có truyền thống là từ cố và tới ngoại là cũng đã gói bánh chưng, bánh tét. Nên là cơ bản thì em cũng đã biết gói rồi. Vậy thì em thấy rằng cái không khí mà đón Tết ngay tại đơn vị nó có gì khác với không khí đón Tết ngay tại ở nhà mình hay không? Tuy là đón Tết xa nhà nhưng mà cũng cùng với các đồng chí đồng đội rồi các chị đoàn viên thanh niên và các cán bộ thì nó không khí nó vẫn rất là vui, cũng không có khác gì lúc mà ở nhà. Chị thấy ngồi bên cạnh em đây là một bạn thanh niên, không biết là em lên trên đây tham gia các hoạt động vui xuân đón Tết cùng các cán bộ chiến sĩ trên C37 này thì em có người thân ở đây hay không? Thì em là bên đoàn phường 7 á. Bên đoàn phường em thì có kết nghĩa với một vài đơn vị. Và sau đó thì em thì được cử xuống các đơn vị á để cùng san sẻ cái niềm vui đón Tết với mọi người, để cho mấy anh em ấy khi mà đón Tết xa nhà thì cũng cảm nhận được cái niềm vui đón cái sự ấm áp ấy khi mà mình đón Tết xa quê. Thế thì lên đây được tham gia các hoạt động vui xuân đón Tết, được gói bánh chưng như thế này thì không biết là cảm xúc của em ngay bây giờ là như thế nào? Em cảm thấy rất là vui vì bây giờ chúng ta ngồi quây quần ở đây đón Tết với lại các anh em chiến sĩ xa gia đình. Tết thì ở nhà em thì với mọi người ấy, thì cũng quây quần như thế này, gói bánh chưng để đón không khí Tết. Thì bây giờ khi mà xa quê hương ấy, thì bây giờ ngồi với anh em chiến sĩ này cùng gói bánh chưng này thì cảm giác rất là nhớ quê. Rất là nhớ quê, và đây cũng là một cái cảm xúc rất là đặc biệt khi mà mình là đại diện cho đoàn viên thanh niên được ngồi với các cán bộ chiến sĩ của một cái đơn vị quân đội trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, được làm những cái hoạt động vui xuân đón Tết rồi được chia sẻ với nhau những cái câu chuyện thì cũng thật sự rất là ấm lòng và cảm thấy là cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa hơn rất là nhiều, đúng không? Xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của em rất là nhiều. Bên cạnh các hoạt động vui xuân đón Tết như thế này thì không biết là công tác sẵn sàng chiến đấu của chúng ta như thế nào, thưa đồng chí Thái? Nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị là tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu cho tỉnh cũng như là ban chỉ huy sự thành phố Vũng Tàu. Như là năm nay thì đơn vị vẫn tiếp tục là có nhiệm vụ là phục vụ cho nhiệm vụ bắn pháo hoa ở khu đô thị Chí Linh. Thì cán bộ các cấp trong ban chỉ huy đại đội cũng đã quán triệt đến toàn thể cán bộ chiến sĩ trong đơn vị chấp hành nghiêm về mọi quy định trong quá trình trực Tết để làm sao để cho các hoạt động đảm bảo vui tươi lành mạnh. Xin được cảm ơn đồng chí Thái, và nhân dịp năm mới 2020 xuân Canh Tý thì đến thăm đơn vị, Ngọc Diệu cũng xin được mến chúc các cán bộ chiến sĩ ngay tại đơn vị sẽ có được một mùa xuân tràn đầy ý nghĩa và đầm ấm. Xin được cảm ơn đồng chí. Và bây giờ thì Ngọc Diệu xin mời quý vị khán giả cùng các đồng chí quay trở lại phim trường với Nhật Vinh. Thật đẹp, thật ý nghĩa phải không thưa quý vị? Cảm ơn phát thanh viên Ngọc Diệu đã giúp chúng tôi hòa chung không khí vui xuân đón Tết ở các doanh trại bộ đội với những điều hết sức thú vị. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Quốc phòng toàn dân số đặc biệt chào xuân Canh Tý cũng xin được khép lại. Thay mặt những người thực hiện chương trình, xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của quý thủ trưởng, sự đồng hành hỗ trợ của cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh, cũng như sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả dành cho chương trình trong suốt một năm qua. Thay mặt những người thực hiện chương trình, kính chúc quý thủ trưởng, các đồng chí và quý vị
năm mới với nhiều thắng lợi mới. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.